Chào bà con nông dân và các bạn. Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, anh Đào Đình Quân, thôn Tân Lập, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch đã chọn hướng phát triển kinh tế ngay trên chính quê hương mình. Với mô hình nuôi gà đẻ kết hợp thêm nuôi lợn, bò, anh Quân đã thành công với thu nhập ổn định trên 100 triệu đồng mỗi năm. Năm 2004, với 40 triệu đồng tích góp được và vay mượn thêm người thân, bạn bè, anh Quân đã đầu tư xây dựng chuồng trại để nuôi 300 con gà. Thấy việc chăn nuôi thuận lợi và cho thu nhập ổn định, anh quyết định mở rộng quy mô chuồng trại trên hai sào đất của gia đình để nuôi gà đẻ trứng và một số vật nuôi khác. Hiện nay trang trại của anh có 1.700 con gà đẻ, một cặp bò, một cặp lợn nái và trên 10 con lợn bột. Chia sẻ về kinh nghiệm trong chăn nuôi, anh Quân cho biết, trong chăn nuôi cần đặc biệt chú ý khâu chăm sóc, cho ăn uống và phòng chống dịch bệnh. Quan trọng là phải tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho đàn gà, vệ sinh chuồng trại và phun thuốc khử trùng tiêu độc định kỳ. Chính vì vậy, đàn vật nuôi của anh luôn phát triển khỏe mạnh, ổn định. Trừ chi phí mỗi năm, anh cũng thu lãi trên 100 triệu đồng. Chăn nuôi bò sữa đã giúp nhiều gia đình ở huyện Vĩnh Tường thoát nghèo, trở thành hộ khá và giàu. Nhiều gia đình đã có được cơ ngơi khang trang và có điều kiện nuôi các con học đại học. Phần tiếp theo của mục Nhà nông làm giàu hôm nay, mời bà con và các bạn cùng đến thăm một hộ gia đình đi lên từ chăn nuôi bò sữa. Bắt đầu chăn nuôi bò sữa từ năm 2000, anh Đặng Văn Trinh ở thôn Lạc Trung, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường là một gương nông dân điển hình làm kinh tế giỏi từ chăn nuôi bò sữa tại địa phương. Thời gian đầu, việc chăn nuôi của gia đình anh gặp rất nhiều khó khăn do chưa có kinh nghiệm trong việc chăn nuôi bò sữa. Không ngại khó, anh mày mò mua sách kỹ thuật chăn nuôi về xem và học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình chăn nuôi trước đó. Đến nay, sau gần 14 năm, đàn bò sữa của gia đình anh đã có 10 con, mỗi ngày thu khoảng 150 lít sữa. Với giá thành từ 14.000 đồng đến 14.700 đồng một lít sữa, mỗi tháng trừ chi phí, gia đình anh cũng thu lãi khoảng 30 triệu đồng. Nghề chăn nuôi bò sữa đã mang lại cuộc sống ngày càng khâm khá, giúp gia đình anh Quân có được cơ ngơi khang trang, nuôi các con học đại học, đồng thời góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Đến xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch vào những ngày này, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước cảnh tấp nập của xe tải, xe máy và cả xe đạp đến lấy đệm đi bán khắp trong và ngoài tỉnh. Nghề làm đệm tuy chỉ theo thời vụ nhưng đã giúp địa phương giải quyết việc làm, tạo nguồn thu nhập cho rất nhiều nông hộ trong xã. Đời sống của người dân cũng từ đó được cải thiện đáng kể. Những hình ảnh tấp nập ở làng nghề sản xuất đệm xã Triệu Đề sẽ kết thúc mục Nhà nông làm giàu hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con nông dân và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xã Triệu Đề hiện có 15 cơ sở sản xuất lớn, mỗi cơ sở có từ 10 đến 15 công nhân may và hàng chục lao động luồn vỏ, đóng gói sản phẩm. Trung bình mỗi cơ sở hàng tháng xuất từ 3.000 đến 6.000 chiếc đệm. Nguồn nguyên liệu để sản xuất đệm như vải may vỏ, mút các loại được nhập từ công ty có uy tín trong sản xuất chăn ga gối đệm. Nếu trước kia, các cơ sở ở Triệu Đề chỉ sản xuất hai mặt hàng chính là đệm da và đệm ghế, thì nay các mặt hàng đệm sản xuất tại xã rất đa dạng, gồm đệm dày, đệm mỏng, đệm hộp, đệm da, phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng. Đệm Triệu Đề có nhiều mức giá từ 100.000 đồng đến 1,5 triệu đồng tùy theo nhu cầu của người tiêu dùng, nên có sức cạnh tranh lớn trên thị trường. Nếu đến Triệu Đề vào buổi sáng sớm, ai cũng cảm thấy sức nóng, sự sôi động của người và xe ô tô vận chuyển, đóng gói hàng đi tiêu thụ. Trên địa bàn xã mỗi ngày có từ 10 đến 15 xe tải ở khắp các nơi về lấy hàng đệm đi tiêu thụ. Mỗi xe lấy từ 90 đến 120 chiếc đệm đi bán ở khắp các tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Hà Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh và sang cả nước bạn Lào. Từ đó mang lại nguồn lợi nhuận khá lớn cho những người làm đệm. Nếu như người chủ xưởng may có thể thu lãi trên 100 triệu đồng một năm, thì mỗi người đi bán sạo có thể thu lãi từ 200 đến 300 ngàn đồng một người một ngày. Mỗi xe tải có tháng cũng cho thu lãi đến 60 triệu đồng một xe. Ngoài xe ô tô vận chuyển, có cả xe máy, xe đạp đến lấy hàng đi tiêu thụ ở những nơi gần cũng cho thu lãi từ 5 đến 10 triệu đồng một tháng. Mặt hàng đệm thường tiêu thụ mạnh nhất vào tháng 10, tháng 11, tháng 12 vì đây là thời điểm lạnh nhất và cũng là mùa cưới. Nhờ chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý mà sản phẩm đệm của Triệu Đề đang được tiêu thụ mạnh trên thị trường. Xã Triệu Đề chúng tôi là từ xưa đến nay có truyền thống là nghề mây trên đan truyền thống, vẫn luôn được duy trì phát triển. Và sau sự đổi mới của đất nước thì nhân dân có một số hộ đã đổi sang làm cái nghề tức là may bạt đệm gia công. Thì cái bạt đệm gia công này đã được một số các hộ đã tập trung đầu tư vốn để tăng cái thu nhập cho đời sống nhân dân.
Sản xuất đệm đang góp phần quan trọng giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Nghề sản xuất đệm tuy chỉ là nghề phụ, mang tính thời vụ và cho thu nhập vào những tháng cuối năm, nhưng đã góp phần rất lớn vào tổng giá trị kinh tế của xã. Ủy ban Nhân dân xã Triệu Đề đã có định hướng tiến đến xây dựng hợp tác xã gia công bạt đệm để giúp cho người dân nâng cao thu nhập, giải quyết một lượng lớn lao động trên địa bàn, cũng như duy trì nghề gia công đệm một cách lâu dài.